Ngày 7 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ đối tượng Phạm Viết Trung, sinh năm 1995 ở Hoa Lư, Ninh Bình, thuê căn hộ tại tòa nhà 251 Vũ Tông Phan ở phố Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội để mở văn phòng. Đồng thời thuê 21 đối tượng để lập các fanpage có hình ảnh logo của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 103 nhằm thu hút những người bệnh có nhu cầu tìm hiểu chữa bệnh để lại thông tin cá nhân. Sau đó, các đối tượng sẽ gọi điện và tự xưng là bác sĩ của hai bệnh viện nêu trên để tư vấn và mời chào mua các liệu trình điều trị bệnh tiểu đường, huyết áp mà các đối tượng này quảng cáo là sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng độc quyền do hai bệnh viện trên điều chế, sản xuất. Tuy nhiên thực tế, các đối tượng đặt mua lại các sản phẩm của các hộ kinh doanh thuốc đông y ở huyện Ba Vì, Hà Nội, rồi lừa bán với giá cao hơn gấp nhiều lần giá nhập vào. Từ tháng 5 năm 2022 đến nay, Trung và đồng bọn đã chiếm đoạt tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc, trong đó có nhiều bị hại ở Bắc Ninh. Cơ quan công an cũng đưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục đấu tranh mở rộng. Chiều ngày 7 tháng 10, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đối tượng cướp tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu trên đường Lê Lợi, thành phố Trà Vinh vào sáng ngày 6 tháng 10 là Nguyễn Văn Tam, sinh năm 1975, ngụ phường 1, thành phố Trà Vinh. Trước đó, trưa ngày 6 tháng 10, Tam đến tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu do ông Lê Bá Toàn, 44 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Trà Vinh làm chủ để bán chiếc nhẫn vàng trị giá hơn 7 triệu đồng. Trong lúc ông Toàn đang kiểm tra số tiền để trả, Tam bất ngờ dùng tay đánh ông Toàn và lao vào quầy giao dịch để chiếm đoạt tài sản rồi bỏ chạy. Chủ tiệm vàng và người giúp việc đuổi theo, cùng người dân truy bắt khống chế được Tam bàn giao công an. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tam khai trước tháng 6 năm 2023, Tam làm trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. Do thiếu nợ rất nhiều nên từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, Tam nghỉ việc và đi xuất khẩu lao động kiếm tiền trả nợ. Làm việc ở nước ngoài được 3 tháng, Tam trở về Việt Nam. Do bị các chủ nợ liên tục đòi nợ, Tam nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để trả nợ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, từ 134 đến 149 km một giờ, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 đến 48 giờ, tính từ 10 giờ ngày 7 tháng 10, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh. Dự báo đêm ngày 7 tháng 10 và ngày 8 tháng 10, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng, Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày 7 tháng 10, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hai đối tượng lừa cho vay tiền qua mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của nhiều người. Hai đối tượng là Trần Thanh Thọ, 25 tuổi và Phan Văn Trung, 34 tuổi, cùng ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tại cơ quan công an, Trung khai sau tìm hiểu cách cho vay tiền qua mạng, đối tượng đã mua một số tài khoản mạng xã hội rồi đăng tải thông tin cho vay. Khi có người hỏi vay tiền, các đối tượng gọi điện lấy lòng tin và yêu cầu cung cấp thông tin về căn cước công dân, số thẻ ngân hàng, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại. Sau đó, các đối tượng tạo lập tài khoản ví điện tử ZaloPay, đứng tên người vay tiền. Từ tài khoản này, các đối tượng yêu cầu người vay cung cấp mã OTP báo về số điện thoại, kết nối tài khoản ngân hàng của người vay. Từ đó, các đối tượng chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân mua thẻ game, rồi bán cho người có nhu cầu. Ngày 7 tháng 10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết,
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người đàn ông 40 tuổi, tỉnh Đồng Nai, về lỗi vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Trước đó, tối ngày 25 tháng 9, Tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột hướng dẫn xe của ông này vào vị trí kiểm tra nồng độ cồn. Nhưng ông này bất ngờ tăng ga, lao về phía lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy. Sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được phương tiện tại đường Lê Đại Hành. Qua kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông vi phạm ở mức 0,407mg một lít khí thở và dương tính với chất ma túy. Với các hành vi trên, người đàn ông bị xử phạt 35 triệu đồng về hành vi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn, 10 triệu đồng cho hai hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông và không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, phạt 35 triệu đồng về hành vi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Tổng cộng, ông này bị phạt 4 hành vi với tổng số tiền 80 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng.